Quỳnh Hương xin được chào đón quý vị và các bạn đang trở lại với chuỗi Quỳnh Share, một dự án truyền cảm hứng sống tích cực và tốt đẹp từ nhà Mayquy Inspiration. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta bước đến với bài tập thứ 10 trong chuỗi Những Điều Kỳ Diệu, có nghĩa là những cái bài tập mà chúng ta thực hiện để có thể thu hút những cái điều kỳ diệu rất là tốt đẹp đến với cuộc sống bình thường của mình hen. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với một cái điều có thể nói là nó vi diệu hơn, nó thần tiên hơn, nhưng mà nó cũng rất là thực tế cho mọi người, đó là buổi phép thuật dành cho mọi người. Cái này nhớ về hồi nhỏ, các bạn có coi chuyện cổ tích không? Trong chuyện cổ tích lúc nào cũng có bà tiên hiện ra, vung đôi đũa thần lên, và sau đó buổi phép thuật, mọi người được tắm ở trong cái buổi phép thuật đó và mọi người trở nên tuyệt vời. À, thì ở đây bạn sau 9 ngày liên tục thực hiện cái sức mạnh của lòng biết ơn thì giờ đây trong con người của bạn đã đủ mạnh để bạn có thể thực thi cái buổi phép thuật đó cho mọi người xung quanh bạn và vạn vật mọi điều xung quanh bạn rồi. Bạn tin không? Bây giờ mình mở sách ra và mình sẽ cùng nhau thực hiện nghe. Một lời dạy trong một tôn giáo cổ xưa đã nói rằng điều mà chúng ta cho đi với tất cả trái tim mình sẽ được quay trở về và nhân lên hàng trăm lần. Vậy thì hên hãy biết ơn và nói cảm ơn người khác khi nhận được bất kỳ một điều gì. Và điều này không chỉ cấp thiết bởi vì nó mang một ý nghĩa rất là trọng yếu trong việc cải thiện cuộc sống của bạn. Chúng ta cũng biết là lòng biết ơn nó có mang một cái năng lực rất là mạnh. Và nếu mà áp vào trong cái thang biểu đồ tỷ số năng lượng, chỉ số năng lượng của tiến sĩ David Hawkins ở trong cái tác phẩm Power vs. Force đó, thì các bạn sẽ thấy rằng là cái lòng biết ơn này nó tương đương với cái gì? Đó là cái tình yêu thương và niềm vui. Tình yêu thương, cái chỉ số năng lượng 500. Niềm vui, chỉ số năng lượng 504. Mà các bạn biết là chỉ cần duy trì được một cuộc sống khỏe mạnh, bình thường, trung tính thôi, bạn cần có 200 thôi. Thì khi mà bạn duy trì liên tục cái tình yêu thương và niềm vui của sự biết ơn, con người bạn lúc nào cũng ở trường năng lượng 500, 504 hết. Và các bạn sẽ tưởng tượng như vậy, thứ nhất bạn khỏe hơn, thứ hai bạn hút được rất nhiều điều lợi lạc về cho mình là đúng rồi ha. Cho nên ở đây cô Rhonda Byrne của cuốn The Magic đã nói là như thế nào? Cái năng lượng mạnh đó nó không chỉ sạc pin cho bản thân bạn mà nó còn sạc luôn cho cái người nào mà bạn đang hướng cái lòng biết ơn tới nữa. Kỳ diệu vậy. Có nghĩa là ở đây nó là một cái loại nhân rộng cái năng lượng đi. Bạn khởi lên một cái lòng biết ơn rồi, nó không chỉ lợi lạc cho chính bản thân bạn thôi, mà nó còn đem tới lợi lạc luôn cho cả đối tượng mà bạn đang hướng đến. Cho nên trong bài tập ngày hôm nay, buổi phép thuật dành cho mọi người, thì chúng ta sẽ làm một cái việc, đó là chúng ta hãy khởi cái lòng biết ơn sâu sắc hướng đến những con người cụ thể. Các bạn có nhớ là trong cái bài số 3 Quỳnh Hương nhớ đó là quan hệ, mối quan hệ nhiệm màu. Thì ở trong đó các bạn đã phải tập liệt kê ra những cái điều gọi là bạn biết ơn về ba con người đặc biệt, có mối quan hệ đặc biệt trong con người, trong đối với cuộc sống của bạn. Cho dù người đó đang làm bạn vui hay là bạn đau khổ thì bạn cũng phải liệt kê ra cho được gọi là 5 điều mà bạn cảm thấy rất là biết ơn về người đó. Bài thứ 3 là mối quan hệ nhiệm màu. Bài thứ 6 là sự nhiệm màu trong công việc. Ở trong đó bạn cũng phải khởi cái sự biết ơn đối với tất cả cái công việc mà bạn đang làm. Trong đó có rất nhiều những người đang cùng bạn làm cái công việc đó. Khách hàng, đối tác, đồng nghiệp, sếp bạn, lính bạn, vân vân. Thì qua tới cái bài thứ 10 này, đây là một bước nâng cao lên từ cái bài số 3 và bài số 6 cộng lại. Bài số 3, bài số 6 nó giống như hai cái chân đế này, cộng lại. Ngày hôm nay bạn đã được đứng lên trên một cái tầng tiếp theo, tầng cao hơn. Để bạn khởi cái lòng biết ơn không chỉ để tốt cho bản thân bạn thôi, mà bạn còn đang đem cái buổi phép thuật tới cho cái người mà bạn được hưởng nữa. Bạn biết ơn đó nữa hen. Vậy thì ngày hôm nay bạn hãy nhớ một điều. Nguồn năng lượng mạnh mẽ và tích cực trong các cái buổi phép thuật mà bạn đang rải tới cho cái người mà bạn biết ơn đó sẽ tác động lên bất kỳ người nào tiếp xúc được với chúng.
Vậy thì ngày hôm nay chúng ta coi lại coi một ngày chúng ta tiếp xúc với biết bao nhiêu người ha, qua điện thoại, qua email, gặp nơi làm việc, gặp nơi cửa hàng, gặp nơi nhà hàng, thang máy, xe buýt, tàu điện. Trong đó có rất là nhiều người xứng đáng nhận được lòng biết ơn vì chúng ta đã nhận được một cái gì đó từ họ. Rồi, vậy thì hãy nghĩ tới về những người bạn gặp trong một ngày bình thường, từ lúc bạn mở mắt ra, bạn sẽ có thể gặp những người thân trong gia đình đúng không? Tiếp theo, bạn đi ra ngoài, nếu mà bạn đi xe thì bạn tự đi xe, bạn sẽ gặp cái anh bảo vệ trong bãi giữ xe của bạn. Nếu bạn có tài xế thì bạn sẽ được hưởng chuyên chở cái sự chuyên cần cần mẫn từ người lái xe đó. Rồi nếu bạn đi xe bus thì bạn đang được hưởng cái sự ân cần từ cái anh lái xe bus, từ cái cô soát vé, vân vân. Rồi tiếp tục bạn đi vô công ty, bạn sẽ được hưởng cái sự ân cần từ anh bảo vệ, rồi cái cô lễ tân, rồi cái cô thừa gọi là cái cô tạp vụ, rồi những người trong cùng một cái bộ phận làm việc của bạn, rồi sếp của bạn, rồi lính của bạn, rồi khách hàng của bạn, rồi vân vân. Vậy thì bạn hãy nói cảm ơn những cái dịch vụ đó, hãy cảm ơn tất cả những con người đó, thì giống như là bạn đang rải phép thuật, rải bụi phép thuật trên họ, và họ cũng sẽ nhận được những điều rất là màu nhiệm từ cái sự biết ơn của bạn hen. Rồi bạn hãy nghĩ về những người công nhân giao thông đang làm đường làm xá nè, rồi người công nhân cây xanh nè, rồi người công nhân điện nước nè, đang làm những cái nguồn điện nguồn nước, rồi làm đường, rồi làm cho cái bầu cảnh quan của bạn đang được sống tốt đẹp mỗi ngày. Rồi bạn có thể rải phép thuật đối với tất cả những người đó thông qua suy nghĩ thôi. Bạn không cần bạn phải đứng bạn làm bạn rải gì hết trơn, người ta tưởng bạn khùng. Còn không thì kiếm cái phòng nào vắng vắng đứng nghĩ tưởng tượng rồi rải mình cũng tốt ha. Rồi tiếp theo nữa, khi mà bạn đi đặt hàng đồ ăn trưa, bạn có thể là biết ơn luôn cái người nấu ăn cho bạn, cái người grab hoặc là cái dịch vụ mà gọi là giao chuyển cho bạn, cái người ship đến cho bạn ha. Rồi khi bạn vô ăn nhà hàng, bạn hãy đừng quên cái người nấu bếp nè, rồi người phục vụ bạn nè, rồi cái người mở cửa đóng cửa cho bạn nè ha, rồi cái người lau bàn, dọn hàng bàn, rửa chén, đưa thực đơn nè ha. Rồi nhớ cảm ơn họ mỗi lần như vậy. Rồi bạn hãy nhớ, nói chung từ sáng cho tới chiều ngày hôm nay, bạn hãy nhớ liên tục cảm ơn tất cả những người đã trợ giúp bạn trong công việc để cho bạn có được cái công việc này, và bạn đang rắc bụi phép thuật bằng cái từ cảm ơn. Bạn nhớ một chuyện nè, nếu mà bạn gặp mặt trực tiếp những người đó thì khi mà bạn rải bụi phép thuật cho họ bằng những lời cảm ơn, bạn hãy nhớ dùng mắt để bạn nhìn họ và bạn gửi cái lòng biết ơn qua ánh mắt. Bạn đừng chỉ nói một cách máy móc, thí dụ như bạn đi ra khỏi xe thì bạn cảm ơn, thank you, thank you, mà nói một cách máy móc như vậy và không mang một cái cảm xúc nào, không mang một cái sự biết ơn trân trọng nào, thì cái buổi phép thuật đó fail, thất bại, không được. Các bạn nhớ là khi cảm ơn và nhớ nhìn vô mắt người ta, nhìn vô mặt người ta để đảm bảo là người ta nhận được cái sự biết ơn đó từ mình hen. Còn nếu mà cảm ơn ai đó trên điện thoại thì bạn hãy cho thêm một cái lý do tại sao bạn biết ơn người ta, chứ đừng có nói một cái từ cảm ơn hen. Thí dụ như là người ta gọi cho bạn, cái bạn nói cảm ơn bạn vì đã gọi cho tôi hôm nay nha. Đó, thêm chút xíu vậy. Người ta sẽ nghe và cảm nhận cái sự biết ơn của bạn. Ở đây thì cô Rhonda có một cái chi tiết nữa. Cái này thì lâu lâu Quỳnh Hương cũng có gặp. Và tin là tất cả các bạn cũng sẽ có thể gặp. Đó là đôi khi bạn có thể gặp một người phục vụ đối xử thô lỗ với bạn hoặc không chú ý đến bạn đúng mức. Thì trong trường hợp đó, theo lẽ thường, bạn sẽ cảm thấy khó biết ơn hơn. Thậm chí, bạn sẽ thấy bực mình và bạn muốn xử lý người đó, đúng không? Phàn nàn, gọi điện, mắng cấp trên, vân vân. Nhưng mà, bạn hãy nhớ một điều. Cái việc họ làm đó là việc của họ. Còn việc của mình là phải luôn dùng cái lòng biết ơn để hóa giải mọi chuyện. Cho nên, các bạn hãy nhớ là lòng biết ơn của bạn không nên phụ thuộc vào hành vi của người khác. Hãy chọn cách biết ơn trong mọi tình huống. Nếu như mà người ta đang khó chịu, thô lỗ, là gặp khách hàng khó ưa, thí dụ là như vậy, thì thay vì bạn nổi dịch lên, bạn xử lý người ta, thì bạn lập tức bạn hãy nghĩ đi. Bạn hãy nghĩ là cái người này hôm nay đang gặp cái cảnh gì đó rất là khổ, hoặc là khó khăn, hoặc là rất là mệt, vân vân. Thì năng lượng trong con người ta không có, thì người ta mới đối xử với bạn như vậy.
Chứ nếu như mà người ta đang vui vẻ, đang dạt vào cái năng lượng tốt lành, chắc chắn người ta sẽ không làm như vậy các bạn. Sau này trong một cái bài khác, nếu đủ duyên thì Quỳnh Hương sẽ chia sẻ với các bạn gần hơn một chút xíu nữa về những điều mà Quỳnh Hương ngẫm ngợi thông qua cái việc mà gọi là vượt qua cái tức giận bản năng để mà hiểu và thương những cái người mà đối xử tệ với mình, hiểu và thương cái người đối xử thô lỗ với mình ha. Thì tất cả những điều đó đều có lý do, và mình dùng cái lòng biết ơn để mình hóa giải họ, mình rải bụi phép thuật cho họ, mình tặng cho họ một chút xíu cái năng lượng của lòng thương của mình và sự biết ơn của mình, từ từ họ sẽ thay đổi. Trước khi mà Quỳnh Hương đọc được cái vụ lời biết ơn này, Quỳnh Hương đi vô một cái quán bún bò ở sát bên nhạc viện, mà hôm đó cái cô bé đó không biết sao mặt nó chào quạo, không thèm ngó mặt ai, không thèm hỏi gì, đứng lầu bầu vậy. Thì thay vì nổi điên lên thì Quỳnh Hương mới nhớ tới luật hấp dẫn của nụ cười. Quỳnh Hương ngắm nó quá trời lâu luôn, xong Quỳnh Hương nói trời ơi cái mặt này xinh đẹp quá, mà bây giờ mà nở thêm một nụ cười nữa thì không biết đẹp biết là bao nhiêu luôn á. Cái nó bối rối nha, cái xong cái nó nở nụ cười lên, trời cái mặt nó cười đẹp thiệt. Cái xong hai bên cười tươi lên, cái nó hỏi cô ăn gì cô, rồi các bạn thấy hóa giải được không? Tức là nếu mà đối phương đã cho chúng ta một cái bài thi để kéo cái năng lượng của chúng ta xuống, thì mình có thể kéo đối phương lên bằng chính năng lượng thương, năng lượng vui tươi tích cực, và bây giờ là năng lượng biết ơn của mình, các bạn nhớ hen. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ dành một chút thời gian để làm cái việc ngày hôm nay như thế nào đây? Hãy dành thời gian để mà biết ơn tất cả những cái dịch vụ mà bạn đã làm được, biết ơn những cái dịch vụ mà bạn đã nhận được ngày hôm nay. Nếu mà bạn ở nhà, bạn có thời gian thì cái 10 cái điều mà bạn biết ơn đó, cảm thấy mình hạnh phúc đó, ngày hôm nay dành 10 điều đó để nói về sự biết ơn những người mà bạn nhận được đi ha. Ở trong cái cuốn này, cô Rhonda Byrne cổ chia sẻ một cái điều mà Quỳnh Hương cảm động, bởi vì trước giờ không biết. Cổ nói rằng là tôi không chỉ sử dụng phép thuật cho những người phục vụ mình, mà tôi còn dùng nó trong mọi tình huống, các bạn nhớ hen. Trước khi chào tạm biệt con gái, khi nó lái xe về nhà, tôi cảm nhận lòng biết ơn đối với việc nó về nhà an toàn và vẫy ngón tay trên không trung, tưởng tượng mình đang rắc bụi phép thuật lên toàn bộ chiếc xe và con gái của tôi. Rồi đôi khi tôi rắc bụi phép thuật lên máy tính trước khi thực hiện một dự án nào đó, hoặc là rắc lên phía trước lúc chuẩn bị bước vô nhà sách tìm một quyển sách cụ thể nào đó, ha, để chi? Giống như là mình đang dùng cái bụi phép thuật biết ơn để mình làm cho mọi chuyện suôn sẻ trước mắt mình vậy ha. Còn con gái tôi sử dụng bụi phép thuật khi lái xe, và nếu nó thấy một người khác có vẻ đang căng thẳng, lái xe nhanh, có khả năng xảy ra nguy hiểm, thì nó sẽ rắc bụi phép thuật lên người ấy để giúp họ lái xe an toàn. Bạn thấy không? Cái bụi phép thuật này nó quá hay. Và Quỳnh Hương đề nghị các bạn hãy dùng rắc bụi phép thuật càng nhiều càng tốt, càng thường xuyên càng tốt kể từ ngày hôm nay. Bây giờ thì bạn hãy để dành thời gian đọc lại những cái bản tóm tắt về cái điều gì bạn cần làm với bài tập buổi phép thuật dành cho mọi người nha. Quỳnh Hương cảm ơn các bạn đã cùng chia sẻ và cùng thể nghiệm với Quỳnh Hương trong một hành trình 28 ngày liên tục này. Xin chào tạm biệt và chúc ngày hôm nay mọi việc đều được rải bụi phép thuật thật là nhiệm màu để chúng ta cảm thấy thật tươi vui và đầy an lạc.